các bạn tin ông Vinh có siêu năng lực, Vinh có thể đọc được suy nghĩ của anh em và Vinh biết là anh em đang nghĩ gì, để Vinh cho các bạn xem là như vậy có đúng không nha. Trời ơi, sau khi làm bảo dưỡng xong á mà xe dơ quá, phải đi tới đi lui á, đi tìm chỗ rửa xe ở ngoài, vừa mệt mà vừa mất thời gian nữa. Đúng không anh em? Mà rửa xe xong rồi á lại đi bảo dưỡng á thì lại bất hợp lý, tại vì sau khi bảo dưỡng xong thì dầu mở ra dính nhớ tùm lum thì lại dơ. Rồi, anh hiểu rồi, bây giờ em muốn thì sao nè? Em muốn á, vừa có chỗ bảo dưỡng xe mà vừa có chỗ rửa xe nữa. Có phải là anh em đang suy nghĩ giống vậy đúng không? Thì bên mình đã chiều theo lòng của anh em, nâng cấp gói combo bảo dưỡng tiêu chuẩn lên thành 11 bước. Và bước thứ 11 sẽ là rửa xe chi tiết, là rửa dàn áo nè, dàn chân nè, khoang máy nè, và bảo dưỡng lại phần nhựa nhám xe của các bạn. Đâu ai muốn xe mình sau khi bảo dưỡng xong rồi xe đã êm hơn, ngon hơn rồi, nhưng mà bề ngoài của nó thì vẫn dơ đâu đúng không nè. Đó chính là bước thứ 11 mà bên mình vừa mới thêm vào cho gói combo bảo dưỡng tiêu chuẩn. Còn 10 bước còn lại vẫn như trước giờ Vinh thường hay chia sẻ đến cho anh em. Chúng ta sẽ có là vệ sinh nồi dành cho xe tay ga, vệ sinh nhông sinh dĩa dành cho xe số và xe công tay. Bước thứ 2 sẽ là vệ sinh kim phun nè. Bước thứ 3 sẽ là kiểm tra điện đèn còi. Bước thứ 4 là kiểm tra hệ thống phanh. Bước thứ 5 là kiểm tra vỏ xe trước sau. Bước thứ 6 là kiểm tra nước mát. Bước thứ 7 là kiểm tra lọc gió buri nè. Bước thứ 8 sẽ là kiểm tra phục trước sau. Bước thứ 9 là kiểm tra bình ắc quy. Và bước thứ 10 sẽ là xịt dung dịch RB7 cho những chi tiết dễ bị rỉ sét như là chân chống nè, tay thắng nè. Đó. Và đối với lại combo bảo dưỡng này, đối với lại xe số, xe công tay á, thì chúng ta sẽ được giảm 50%, và tức là từ 350k còn là 175k. Còn đối với lại xe tay ga là 400k, giảm còn 200k. Anh em muốn áp dụng được cái mức giá giảm này, chúng ta hãy ghé shop từ ngày thứ 2 cho đến ngày thứ 6 trong tuần nha mọi người. Và áp dụng gói combo bảo dưỡng này cho hai hãng xe, đó chính là Honda và Yamaha. Để Vinh cho anh em xem nhanh cái bước thứ 11 này sẽ như thế nào nha. Bảo đảm luôn, không đã mắc, không ăn tiền. Sau khi làm các bước trong gói combo bảo dưỡng thì bên mình sẽ tiến hành rửa xe, rửa dàn áo, khoang máy và dàn chân bằng cọ kèm với lại xà bông dung dịch chuyên dụng. Sau đó sẽ là xịt khô rồi sử dụng dung dịch chuyên dụng của Google Gesin để vệ sinh phần nhựa nhám cũng như là vỏ xe, giúp nhựa nhám của chúng ta trở nên bóng hơn, đẹp hơn, đánh bay những cái dấu móc trắng bám cứng đầu trên cái phần nhựa nhám. Quá đã luôn đúng không anh em nè. Bây giờ thì sau khi bảo dưỡng xong, chúng ta không cần phải lăn tăn đi tìm nơi rửa xe, hay là chúng ta phải đắn đo suy nghĩ là có nên rửa xe trước rồi mới đi bảo dưỡng hay không. Vì một bước rửa xe cũng nằm trong cái combo bảo dưỡng rất là cần thiết để làm cho chiếc xe của chúng ta trở nên sạch sẽ và bền bỉ hơn. Như vậy là với gói combo bảo dưỡng 11 bước không chỉ làm cho xe của các bạn được êm, bền, tiết kiệm xăng hơn mà tổng thể bên ngoài của nó sẽ trở nên sạch sẽ hơn nè. Đúng không nào anh em? Mời anh em ghé trải nghiệm gói combo bảo dưỡng 11 bước bên mình nha. Và sếp bình thường hay chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ sếp hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Giờ thì bên ba tuổi xin chào và hẹn gặp lại.